Hai sao bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Auto Chess Movie nha. Ok. Hôm nay chúng ta đã có một cái meta mà nó đỉnh vải đái, đúng kiểu là meta 5 tiền luôn. Hôm qua lên được Canon Granny 3. Wow. Mà mình nói thiệt luôn, con đó là con Canon Granny 3 đầu tiên của mình luôn. Từ trước thì mình lên nhiều con 5 tiền lắm rồi. Bơm với máy bay là lên rất nhiều lần rồi. Dark Spirit cũng rất nhiều lần rồi. Chú quỷ một lần. Rồi gì nữa, hết rồi. Hết. Đấy, hôm qua là con 5 tiền đầu tiên là Canon Granny 3. Đỉnh vãi. Mà đúng kiểu luôn là anh em đi cái meta này, anh em chỉ cần coi cái giới hạn truyền thuyết mà nó ngon ngon một chút xíu á, là khả năng lên 5 tiền cao lắm. Đúng kiểu là cao luôn nha, chứ không phải là cao bình thường đâu nha. Là tại vì nó có 7 con thôi, mà tỷ lệ ra 5 tiền á, là nếu mà anh em sở hữu con đó thì nó cộng thêm 5% tỷ lệ ra nữa, cho nên là nó ra lặp lại rất nhiều. Nó ra lặp lại rất nhiều à, mà vậy thì nó dễ ra 5 tiền lắm. Ở thì mới khi mà nó anh em có con đó rồi đó, mà đặc biệt là mấy con mà ra level 8 á, là ngon. Mà đặc biệt nhất á, là chắc chắn mà có một con 5 tiền luôn là gì anh em biết không? Goblin Mage. Trời, không biết sao nha, chứ không biết mấy anh em nghĩ sao nha, nhưng mà nhưng mà vậy là đi Goblin rồi đó. Không biết sao chứ mà vậy là mình đi Goblin rồi đó. Red Goblin tới chết. Trời đất ơi, meta này nó lại tạo cảm hứng đi Goblin một lần nữa. Hồi trước mình đã lâu lắm rồi mình chưa đi Goblin nha. Hôm qua một trận. Trận này khả năng cao. Đâu phải khi không mà nó cho Heaven Bomber 2. Mà không phải Heaven Bomber 2 không nữa, mà hai con Heaven Bomber 1 nữa. Được đấy, vậy là đúng rồi. Đâu phải khi không mà mình đi Goblin rất nhiều bạn. Meta Goblin mình tủ đây rồi. Ba Goblin cá nhẹ. Đấy, ba Goblin cá nhẹ bán mẹ con God of War đi. Ở đây chúng tôi không có cần God of War ở đây. Thật sự luôn á nha, là mình đi Goblin nó thuần tay lắm luôn á. Mỗi lần cầm Goblin mà nó mượt, dễ sợ mượt luôn. Chỉ cần mà đúp một trận Goblin mà bài cỡ này thôi, không cần cỡ này nữa. Thí dụ giống như hiệp thứ tư đi, mình cho khoảng 3 con một cặp á, là giống như hai con á, là mình thấy mình đi Goblin nó khỏe rồi. Tầm vài hiệp sau á, là mình có cái con Reaper nữa, mình để vô mình thắng một cái là mình có cái xoay miễn phí. Mà cái xoay miễn phí đó ngon à, khác nào nó cho bạn 2 tiền đâu. Thằng này cũng đi Goblin. Chết mẹ rồi, đối đầu với thần mẹ ơi. Cái này là mình phải đối đầu với thần rồi. Ok. Sao mày ăn được? Làm sao mày có đam mà giết con sao Breaker của tao bây giờ được bạn? Con sao Breaker của mình có búp Goblin nha. Thì làm sao cái con Reaper đó có thể giết được? Reaper 2 thì còn có cỡ chứ Reaper 1. Ui, vượt đi. Cái này mới ghê nè. Giờ up cấp một cái để con này vô là thành ba con Goblin, quên ba con Heaven Bomber ở trong luôn. Ok, để con này cho nó tăng thôi, chứ để Heaven Bomber vô thì nó dư. Nó dư quá luôn. Ok, bài dễ không? Bài dễ chơi không? Dễ chơi mà. Thật sự luôn, bây giờ cái xoay 5 tiền, quên nữa. Nếu mà mình đi Goblin mà mình quên mẹ coi giới hạn truyền thuyết. Sợ cảm giác cái hiệp này mà coi nó không an toàn lắm. Lỡ mà không có bơm với máy bay thì thôi, ăn cức luôn. Thì khả năng cao là mình sử dụng con Heaven Bomber này tới khi nào còn có thể thôi. Mình phải đổi bộ khác thôi. Chứ mà không có con Heaven Bomber, con bơm với máy bay thì nó lại quá khó cho Goblin. Quá khó, có thể có Canon Granny luôn, nhưng mà bạn biết rồi đó. Nếu mà có Canon Granny thì chúng ta sẽ đi theo kiểu dạng Red, gọi là Knight Goblin. Chứ còn mà bạn đi Goblin thuần á, là what the fuck? Cái này mà nó lại không cho bơm với máy bay ở trong dáng này là nó hại mình mà. Nó chắc chắn là nó hại mình dáng này. Khả năng cao là phải có bơm với máy bay, chứ bài ra Goblin như vậy mà không đi được gọi là tận cùng. Đúng rồi, có bơm máy bay không có Canon Granny. Được em, được. Phải thế.
mình biết chắc là có nhiều ông không biết cái giới hạn truyền thuyết đó là gì. Giới hạn truyền thuyết là sao? Là hiệp mỗi trận đấu nó sẽ cho 7 con 5 tiền và bài nó sẽ chỉ có 7 con 5 tiền đó thôi. Bất cứ con 5 tiền nào khác đều bị loại bỏ khỏi trận này cả. Thì đó, trận này sẽ không có Canon Rennie. Như vậy thì chúng ta có sát thương AOE của bơm với lại máy bay, nó là một cái gì đó nó quá imba. Nó quá imba luôn chứ không phải imba thường nha. Nhiều khi á Canon Rennie cũng khắc chế cứng bộ Goblin lắm luôn á chứ bộ, đâu có đùa. Thiệt, bắn làm chậm á, nó bắn cũng sát thương cao nhưng mà không. Chúng ta chơi trận này không có Canon Rennie, chúng ta có thể cover được. Chắc chắn win. Trận này win và có xoay miễn phí luôn. Chết màu không, xoay nè, dướng cái siêu rồi. Trời đất ơi, mày chết nè, làm sao mày đủ đam mà giết tao. Có xoay miễn phí luôn nha. Đấy, không chết mà nó lại còn đem về cho mình một cái xoay miễn phí nữa. Con Reaper đó đáng đồng tiền. Reaper đáng đồng tiền thật sự luôn, không đùa. Bàn giày rồi mà trời, một cái xoay miễn phí vô dụng. Lần đầu tiên thấy cái xoay miễn phí vô dụng vậy luôn. Xoay ra Doom, bây giờ mua Doom là cũng mạnh nha, nhưng mà dở lắm, mất một lãi. Thôi, cho em đi đấy, anh không cần thiết lấy. Đấy. Trận này có God of Thunder là có thể có một số thằng đi God, nhưng mà trận này có bơm với máy bay, mình đi Goblin nó vẫn hợp lý hơn. Có Ngộ Không, có Phantom Wind, có Sarah Glenzer. Có Sarah Glenzer nữa cho nên nó rất là ngon. Ok. Trời. Ra cái bài gì đấy. Thôi 20 tiền giữ im đâu bạn. 20 tiền giữ nguyên. Không mua đâu bạn ơi. Thôi, nói chứ cũng muốn mua lắm nhưng mà thôi, không mua đâu. Ok, để coi từ từ. Heaven Bummer, bắn đi em, anh tiêu em ơi. Không như bài này sao thắng mình được. Bài thằng này làm sao thắng mình được bạn, không thể thắng được. Cho nên là mình lại có một xoay miễn phí nữa rồi. Magic V, cái thằng này chắc chắn là bạn biết sao. Nó rớt phép. Nghe cái tên là biết. Ui, thôi. Một hiệp ra 4 con Goblin. Xong. Rất tội nghiệp cho mấy bạn luôn. Rất tội nghiệp cho team bạn. Là bài này, ôi trời ơi. Xoay phát ra con Goblin nữa. Bài cỡ này rồi muốn thua cũng khó đó bạn. Nói thiệt luôn nha. Bài cỡ này muốn thua cũng khó, chứ không phải là dễ đâu. Ok, bạn vậy đó, ok rồi. Mình chơi khỏe quá à. Bây giờ mình có thể mình nằm xuống, mình tựa lưng, ngã đầu ra gối, rồi bắt đầu tận hưởng cuộc sống này, gọi là nó ăn trên ngồi trước nó như thế nào. cảm ơn. Sao mà làm như hôm qua mình đi trận có Canon Rennie 3, cái bắt đầu nó mở cái gọi là cái búp Goblin của mình lại rồi. Hôm nay lâu rồi không đi Goblin cho nên là nó khóa lại cái búp Goblin của mình. Bây giờ thì ngon rồi. Xoay cái coi nó ra gì. Ôi cái này mà hiệp thứ 9 xoay cái cũng được. Tại mình level 6 rồi. Nếu mà không có bài mua thì cũng giữ được. Ôi mua luôn. Mất một tiền lãi không là gì đối với mình. Mình có chuỗi thắng mà bạn. Tiền của mình bây giờ chất cả núi. Cả núi chứ không phải là ít đâu. Nhưng mà 50 tiền là lúc đó cái giãn cách sức mạnh của mình nó mới cao. Tại vì lúc mà mỗi 50 tiền mà mình còn giữ được chuỗi á. Chuỗi là 3 tiền. 5 tiền hiệp. 5 tiền lãi là mình có 13 tiền mỗi hiệp. Một hiệp mình có thêm 13 tiền nữa. Còn thằng nào nó không có chuỗi thắng thì nó có 10 tiền. Nếu mà nó có 50 tiền nha. Còn nó không có 50 tiền nữa thì thằng đó không đáng nói. Nó thu mình 8 tiền một hiệp thì nó làm cái gì.
Chỉ cần 3 hiệp đó thôi là 24 tiền, 5 hiệp là 40 tiền, làm sao nó chịu nổi bạn? Làm sao nó chịu nổi? Cái lượng tiền của mình đè nó chết được. Đè nó chết, tiền đè chết. Phải cảm giác là tiền đè chết như thế nào. À, lượm công nghệ mát vô nè, xoay nè em ơi, xoay nè. Các bạn nói gì đi, chứ mình hết biết nói gì luôn. Hết biết nói gì luôn, cỡ này thôi chứ không hơn được. Cỡ này thôi chứ không hơn được. Hiệp 11, 4 con, 2, ui, 5 con 2 sao. Mà có 2 con 2 tiền nha. Như vậy rồi đố bạn thắng được cái đội hình này. Ui, cái thằng gì bạn nó cũng rớt 50 tiền giống như mình nha. Nó đi cũng goblin. À thì ra là mày chọn cái chết. Mày dọn cái chết đúng không? Dành goblin với tao. Ok, ok, được. Bây giờ tao mày chơi một trận sòng phẳng. Nhưng mà có vẻ như không sòng phẳng lắm nha. Bạn ơi, mình đi tới được cái đội hình như vậy rồi, mình là 3 sao nó đơn giản. Làm sao mà nó có thể đua với mình được bạn? Bây giờ goblin của mình nó hút goblin khác thì bạn chịu gì nổi? À, đáng lẽ gặp mình đó nha, mà là thằng nhì bạn á, thấy một thằng mà nó có goblin như mình bây giờ á, là mình quay đầu luôn. Đi phép luôn là có vẻ ổn nhất. À, là có vẻ ổn nhất. Chứ mà bây giờ mà đua goblin với thằng có goblin như này á hả? Hơi căng. Hơi căng nha. Đấy, cho nên là không nên. Điều đó là một điều sai trái bạn. Điều đó là một điều sai trái, mà cái gì sai đừng làm. Cái gì sai đừng làm bạn ơi. Nguy hiểm đấy. Nhiều khi có những sai lầm không thể sửa chữa được bạn không? Đấy, này thằng này có chuỗi đúng không? Hy vọng là mình lẻm được cái chuỗi này là hay nhất. À, hy vọng là mình lẻm được cái chuỗi này là hay nhất luôn. Cái lúc đó, ôi thằng này nó ngựa 2 rồi, nó cũng ghê đấy chứ. Cũng may lúc nãy mình không có đi Goblin Knight. Chứ mình mà đi Goblin Knight thì ăn ồn rồi, ngựa nó lên ngựa 2 rồi. Thắng không ta? Hey, Heaven Bomber, bắn đi em. Trời ơi, mặc dù cái siêu gì như không. Win. Sao thua được? Sao thua được? Đùa. Lại có xoay miễn phí. Ây chà. Thôi thôi thôi, không cần, không cần. Cái con khác thì tao mua, chứ đờ so thì tao không cần. Ây, làm ơn. Rồi, có 8 trận thắng liên tiếp rồi bạn ơi. Cái thằng Zeus này nó thua mình một trận á, cho nên nó mà 7 trận thôi đó. Ui, đúng kiểu luôn. Ui, mà goblin vậy mà nó đi được level nhà, level 2. Ô quên, nó đứng hạng nhì. Đúng kiểu là điêu luôn á. Goblin vậy mà nó còn 97 máu, có chuỗi 7 nha. Điêu vải đái. Ôi, mình thắng là đúng rồi. Tại thiên mệnh anh hùng là nằm ở mình rồi. Còn cái thằng cái đội hình nó như vậy á, mà nó đứng ở nhì bảng, đúng kiểu điêu vải đái. Đúng là thời tới cản không kịp mà. Cái thằng đó đúng kiểu có thời, đó mất chuỗi luôn. Xong luôn, đưa tiền cho thằng Magic V luôn. Rồi, xong luôn. Thằng phép đó chút nữa nó luộc hết hai thằng goblin rồi, hỏi sao. Ngu dốt. Trời, hai ngựa. Không. Anh Red Goblin Mech rồi em ơi, không có ngựa ngủng gì ở đây nữa hết. Nè bạn ơi, mình Red Goblin Mech rồi, mình đi 5 tiền. Meta này meta 5 tiền mà. Mech bây giờ mình nói thiệt luôn nha, nhiều bạn nói hôn hay là phép hay là Knight mạnh, chứ mình nói thiệt luôn, meta này bộ Mech là mạnh nhất. Mặc dù không có chỉnh sửa gì hết, chỉ chỉnh sửa cái lối chơi của game thôi, nhưng mà Mech là mạnh nhất nha, cái game này. Lên được Mech là nó là một cái gì đó nó quá kinh điển phải không? 5 tiền mà nó chỉ ra những con đó thôi mất dạy. Nó phải như nó, thí dụ giống như nó ra ôn con thì không nói, nó chỉ ra những cái con trong đó thôi mà có 7 con thôi à. Cái tỷ lệ lặp lại mỗi hiệp 5 con như vậy đó, thì bạn nghĩ đi. Làm sao mà tụi nó không ra cặp được. Khả năng cao có khi ra 5 con đó luôn mới đỉnh. 5 con một con 5 phát luôn. Đó, vậy là thôi. Vậy thì lên 3 sao luôn chứ chờ mẹ gì nữa. Đúng không? Trời ơi, bài hiệp thứ 15 cầm level 7 như mình rồi làm sao thua được đó bạn. Bây giờ muốn thua cũng khó. Khó. Muốn thua cũng khó chứ không phải dễ đâu nha bạn. Cái này kiểu như là sút vào lưới, nó quên sút ra ngoài nó còn khó hơn sút vào lưới nữa.
Ơi, 100 máu rồi, cái chuỗi thắng này mà thằng nào ăn được. Bạn biết không, nhưng mà mình sẽ mất chuỗi. Mình chắc chắn với bạn là mình mất chuỗi luôn. Tại Goblin á, nó có cái điểm chững ở giữa game. Nó bị chững sức mạnh lại ở giữa game rất nhiều. Mặc dù bạn có 6 Goblin nữa, nhưng mà bạn thiếu đam ở giữa game rất nhiều. Cho nên mình nói rồi, Goblin là vậy. Mình biết như vậy luôn nha. Nhưng mà mình không có cách giải quyết. Mình phải có con 5 tiền trong người thì mình cũng mới có cách giải quyết được. Thì đó, mặc dù bạn có 6 Goblin luôn nữa, là 6 Goblin đi theo kiểu là dạng là Wizard đó, là bạn không có bơm hoặc là bạn không có máy bay hay là quên Canon Granny gì đó, thì nó cũng khó cho bạn. Khó cho bạn vì cái việc sát thương của Goblin ở giữa game yếu. Mình nói rất nhiều lần rồi, mỗi lần mình đi Goblin mình đều nói cho bạn nghe là sao. Goblin nó có một cái điểm chuẩn sức mạnh là nó chuẩn lại, nó không thăng tiến sức mạnh nhiều nữa. Ở giữa game tầm khoảng hiệp 18 tới hiệp 27, 28 á, là nó sẽ bị chuẩn lại. Nhưng mà nếu mà hiệp bạn up cấp sớm á, thì nó cái chuẩn lại sức mạnh đó nó sẽ ngắn lại. Giống như bây giờ, thí dụ như hiệp 16 đi, bây giờ mình có level 7 rồi, ngay tại lúc này mà mình up 8 luôn á, là level 18 là mình có, hiệp thứ 18 là mình có level 8 rồi. Mà level 8 rồi á, thì từ đó trở đi cái tỷ lệ ra 5 tiền của bạn là có. Khi mà bạn ra, chỉ cần ra bơm một cái thôi, là cái điểm chuẩn sức mạnh của bạn nó dừng lại liền. Dừng lại ngay từ lúc bạn ra bơm, hoặc là Canon Rennie, hoặc là máy bay, cái gì cũng được. Miễn là 5 tiền à, miễn là 5 tiền là được. Đấy, mình nói luôn vậy cho bạn dễ hiểu à, ôi trời ơi, gấu gọi ra vậy thì bán lấy tiền. Đội hình đúng kiểu là đội hình kim tiền luôn. Để mua con gấu để vô bạn mới làm gì? Để nó triệu hồi ra con nào bán mẹ con đó luôn. Hy vọng là nó triệu hồi ra 5 tiền. Nó triệu hồi ra bơm 5 tiền. Hy vọng là nó triệu hồi ra bơm 5 tiền. Để làm gì biết không? Đưa vô, còn không nếu mà nó triệu hồi ra gấu 3 tiền thì bán đi thôi. Bán đi chứ để làm chó gì bạn? Bán đi lấy tiền. Đội hình kiếm tiền mà mình có gặp, mà mình có chuỗi thắng nữa, thì tiền của mình nó không phải là dạng vừa đâu nha bạn. Không phải dạng vừa đâu, tiền của mình giờ là chất cả núi đó. Núi á. Ui, dễ quá nha. Vậy 2 sao hết luôn. Hiệp 17 có 7 con 2 sao. Mình nói thiệt luôn, bây giờ một thằng nào đó kiếm 4 con 2 sao nó còn khó, chứ đừng nói chi là 7 con 2 sao như mình. Mặc dù là 1-2 tiền thôi à, mặc dù là 1-2 tiền thôi, nhưng mà đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của cái sao à, đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của sao. Nó rút máu hơi bị ghê luôn á. Tại vì bây giờ bạn biết rồi đó, cái tỷ lệ trừ máu bây giờ á, nó có cộng thêm cái sao của cái con chết nữa. Đó, mình nói rồi, ghê lắm. Đưa con này vô level 8 lấy 6 Goblin luôn chứ. Heaven Bummer là đẹp nhất. Đấy. Xong. Đó, hiệp thứ 18 nè. Giai đoạn này là giai đoạn bị chỉnh sức mạnh lại nè. Tại vì sao? Mình có thể sẽ thua khoảng 1-2 gián nữa. Tại vì mình yếu đam lắm. Đam bây giờ nó yếu xìu, chứ nó không phải mạnh nữa. Có trâu chó thì có, nhưng mà bạn trâu bạn không có đam khác nào bạn đứng cho người ta đánh đâu. Nè, ui thằng phép này mạnh đấy. Có già, có Lemon Wizard luôn. Trưởng nè. Ăn tiền. Thua. Thua đúng ngay thằng Magic V này. Mình nói rồi, phe Goblin mà gặp phép giai đoạn này thua. Mất chỗi. Thằng Magic V nãy giờ nó ăn 2 thằng Goblin luôn nha. Chứ nó không phải ăn một thằng. Nó ăn một phát 2 thằng Goblin luôn. Mà 2 thằng đều có chuỗi nha. Mày phép đúng không? Tao lên quyền trưởng mảng xà. Mày đi phép, tao lên quyền trưởng mảng xà. Cái đó gọi là đúng công thức, phải không? Cái thua này mình đã dự đoán trước rồi. Ngay tại lúc này mình yếu đam, mình có trâu chó, mình không có kháng phép, gặp phép là chết. Thì đúng rồi. Cái đó là gọi là đúng kịch bản. Kịch bản phim Nhật mà bạn. Nó tới đó là phải phan à, tới đó là phải phan thôi, không có chạy. Không có chạy được, bạn hiểu không? Ok. Thì cỡ thằng này thì không thắng được mình rồi. Ui mà có cây ba. Nhưng mà cây ba thì cũng ghê đấy. Nhưng mà thua. Không thể nào có cửa với mình bạn ơi. Mình Goblin mới có hồi máu mà. Thì nói chung cây ba thì cũng được. Nhưng mà mình đông hơn. Trời. Cái thằng nào mới mất 5 chuỗi thắng đấy. Mua nuông.
Bây giờ xoay tiếp thôi bạn, level 8 rồi mà, xoay hy vọng là 5 tiền. Được luôn, mua upload 2 sao luôn. Khó nha. Bạn thấy không? Hàng trong là goblin không, hàng dự bị cũng thế luôn, toàn goblin không luôn. Goblin này mình lên nói thiệt luôn, Reaper là chắc chắn mình lên 3 sao, Heaven Bomber là chắc rồi. Sao Wrecker cũng còn có thể, nhưng mà sao Wrecker này chút xíu mình đổi thành con khác. Mình đổi thành máy bay. Bơm thì mình để vô được, chứ còn máy bay á thì mình có thể đổi con sao Wrecker đi, tại vì một tiền nói chung cũng không gây được nhiều đam, để máy bay gây sát thương diện rộng nó ngon hơn nhiều. Ngon hơn rất nhiều, chứ không phải là nhiều, nhiều là gọi là nó giảm nó tránh rồi bạn ha. Ngon hơn rất nhiều, 5 tiền mà. Sao lại có cái gậy này nữa ta? Rồi bây giờ xoay thôi, hay là up cấp nha. Bây giờ mà mình up cấp luôn á thì mình đè tụi này chỉ có chết thôi bạn. 60 tiền. Chắc là xoay mấy hiệp, chứ bây giờ mà để dành tiền để up cấp luôn á thì nó lại hơi sớm. Tại vì mình lên level 9 là 38, khoảng từ hiệp 23 là mình có level 8, level 9 rồi. Mà level 9 như vậy thì nhiều lắm nha. Level 9 thì tỷ lệ ra 5 tiền cao thì cũng hơi khó cho mình đó, chứ mình cũng muốn xoay vài hiệp để hoàn thành mấy con 3 sao cho nó để nó trống chỗ đi. Chứ bây giờ mà chờ nữa thì lâu lắm, mà chật chỗ hết rồi nè. Sao Wrecker với lại Reaper với lại Heaven Bomber nó đứng chật chỗ ráo rồi. Trời ơi, Uchida nghe tên ung thư vậy. Hiệp 22 nè, xoay trời đã không ra một con nào hết ta. Không, mấy con 3 sao lên đi, mấy bay được em. 3 sao đi em, 3 sao trống chỗ nè. Đây rồi, 3 sao trống chỗ nè, đấy, để máy bay, để này vô. Ui, tính ra là có đủ chỗ luôn. Ok, được. Để vô này, máy bay diện sát thương diện rộng, không có so sánh được phải không? Mình chắc chắn là mình phải dồn đồ cho máy bay. Máy bay thả bơm nè, thấy không? Nè, bạn nhìn đam nè. Đam nè, bạn thấy chưa? Bạn thấy đam chưa? À không, cái đam đó là đam của con Reaper. Mà máy bay cũng có đam, máy bay cũng có rất nhiều đam. Reaper 3 thì đam khỏi phải bàn. Khỏi phải bàn cãi. Trời ơi, dễ quá nè, Heaven Bomber 3 nè. Rồi ra bơm luôn nè. Level 8 ra bơm luôn đi. Tao đi mát luôn từ ngay bên lúc này luôn nè. Level 8 mà ra bơm một phát này là mình giết hết. Giết hết luôn không? Xoay đi em. Trời đất ơi, trời ơi, ngầu vậy. 5 tiền xoay không ra gì hết vậy. Ui, thằng kia lên Lemon Wiza 3. Mẹ thằng đó đúng ghê luôn á. Cái thằng phép đó nói chung cũng ngại, nhưng mà mình có quyền trượng mãn xà rồi. Cùng lắm là tao ép thêm một quyền trượng mãn xà nữa, tao chơi với mày luôn á. Bạn thấy cái thằng mà đi KS Goblin với mình không? Bây giờ nó xuống sắc dữ lắm rồi. Quá tệ phải không? Mình đã nói rồi, thì ra là mày chọn cái chết. Rõ ràng giành Goblin với mình ngay giai đoạn đó là nó không thông minh rồi. Đó là một sai lầm. Ui, vẫn bây giờ nó đang đổi bài. Trễ rồi em ơi. Đáng lẽ là mày phải đổi trước hiệp 15 hoặc là trước hiệp 20. Gọi là trễ lắm rồi. Bây giờ hiệp 23 rồi mà mày vẫn còn ôm goblin đó, mày tưởng vậy là mạnh sai nha bạn. Hiệp 25 bây giờ là bạn có 6 goblin nó cũng yếu nữa, chứ đừng nói chi là 3 goblin. 3 goblin bây giờ là cỏ rác, chả là vấn đề, không thành vấn đề phải không? Bây giờ người ta đang hướng tới 6 goblin 6 mét luôn. Mình đã sắp một bơm nữa là mình có 6 mét luôn. Lúc đó là mình ra 5 tiền không thì thôi. Cái này mà ra 5 tiền sớm kiểu này thì 3 sao chắc dễ nha. 3 sao chắc đơn giản. Được. Không biết hôm nay ra con gì 5 tiền 3 sao đây. Tự nhiên thấy sướng sướng. Trời đất ơi. Đâu phải dễ bạn. Đâu phải dễ mà ra 5 tiền 3 sao bạn. Nhưng mà meta này dễ nha. Meta này mà bạn đi được mét là dễ á. Không đùa đâu. Bạn có chút xíu nhân phẩm nữa là ngon. Ok, bây giờ cái trận đấu nó bị cái kéo dài cái giữa trận hơi lâu. Cái thời gian chờ ở giữa hai hiệp nó hơi lâu. Không biết mấy anh em có thấy gì không chứ mình thấy hơi lâu, lâu hơn rất nhiều nha. Tới nay hiệp thứ 24 mà chưa thằng nào chết vậy ta. Ừ, kỳ nha.
mình thấy thấy tầm tầm, nếu mà tầm tầm này là hiệp 24 là phải có một hai thằng đi rồi. Hiệp 24 chương nào chết á, trâu đấy, trâu chó đấy, nổ rồi. Ui, mình thích cái máy, con máy bay dễ sợ luôn đó, thiệt luôn nha. Con nếu mà bơm là khoảng 9 điểm thì máy bay phải 9 rưỡi, tại sát thương phép là một nha, mà đã vậy là còn nổ được 2 lần, đam kinh khủng. Máy bay 2 một cái bạn cho thêm 2 gậy nữa thôi, nó để vô nó nổ thì không có đỡ được bạn, không không có đỡ được, rất khó đỡ. Này bây giờ dễ nè, bây giờ là mình lên level 9 rồi nè. Ngay tại lúc này mình có level 9 rồi á thì khả năng ra 5 tiền đã đang tăng lên cao hơn chút rồi. Mình chỉ ước là nó ra bơm nữa thôi là được rồi. Chỉ cần ra bơm nữa thôi là giang sơn này là của ta rồi. À, thế giới máy móc này được ta tạo nên. Goblin, goblin. Ngồi 2 trận hôm qua đã ra đi goblin 1 trận. Kiểu này là mình nói thẳng với bạn luôn, là cứ trận nào mà có bơm với máy bay mà bài ra goblin là rớt goblin luôn. Mình nói chắc luôn, bèo nhèo chiều nay anh em phải vô là anh em phải thấy khoảng chừng 5 thằng đi goblin là ít. 5 thằng đi goblin là ít. Tại vì goblin nó dùm 1 là sao, nó dễ chơi giai đoạn đầu, về cuối nó 5 tiền. Mà anh em nhìn thấy 5 tiền anh em sướng lắm nha. Không biết nó có mạnh hay không, nó có thắng được hay không, nhưng mà có bơm rồi. Xong rồi bạn ơi. Bây giờ mình có cần up 10 không? Mình nói thẳng mình đách cần up 10. Tại sao? Mình thắng một cái là 5 tiền mình có luôn, mắc gì mà phải up 10. Up 10 là sao? Nhiều hơn một con, với lại tỷ lệ ra 5 tiền nó cao hơn đúng không? Bây giờ thì mình muốn bao nhiêu con 5 tiền không có, tại sao phải up 10? Không cần. Để dành tiền mua 5 tiền thôi bạn ơi. Để dành tiền mua 5 tiền thôi. Chờ cái gì? Ui, cái gì rồng ba? À, Hôn Sa Man. Trời đất ơi, cũng ghê đấy. À, cũng ghê đấy, nhưng mà mình nói rồi, Sa Man nó triệu hồi con gì 3 sao cũng ghê hết. Mà nó triệu hồi con rồng ba thì chỉ có ăn cức thôi. Con rồng ba phế vật. Không có đồ thì rồng bạn có rồng 5, rồng 10 đi nữa nó cũng vậy à. Nè, 5 tiền nè bạn ơi. Tới đây. Trời đất ơi. Sao nó không vô khớp chút xíu nào vậy? Máy bay bơm đâu? Ra 2 con Sa Rạc Laser thôi mua. God of Thunder. God of Thunder cũng ngon, nhưng mà bạn biết rồi đó, mình có sát thương phép từ máy bay rồi. Mình mua God of Thunder vô thì nó hơi cái. Hay bây giờ cho Sa Rạc Laser 3 đi. Ua, sao đẹp laser 3 đi em. Chơi luôn. Chơi luôn một phát nè. Ôi, gặp ngay thằng phép rồi. Chết mẹ rồi. Gặp ngay phép thua nha bạn. Thua nha. Tại mình có một cái quỳ trưởng mãn xà thôi. Sao đánh lại. Chịu. Ừ, chịu rồi. Con Lemon Visa của nó mạnh quá. Thua thằng này ngay chỗ hiệp thứ 27 này. Đang có chuỗi thắng. Một cái là đang có chuỗi thắng. Hai là đang có 5 tiền chuẩn bị ngon. Mẹ cái thằng ông cố này vô nó ngắt chuỗi thắng xong rồi nó còn lấy luôn cái trái tim vàng của mình nữa. Mẹ cái thằng khốn nạn. Được. Tao chơi tất tay với mày luôn. Lên hết quyền trượng mãn xà luôn. Thử coi mày lấy cái gì mày giết tao. Lên hết quyền trượng mãn xà luôn một vàng. Chơi luôn. Hai cái quyền trượng mãn xà luôn. Đưa cho bơm đi. À, bơm đi. Bơm đi. Máy bay chút xíu nữa mình dời cái. Nếu máy bay lên 2 thì tỉnh. Trời. Ngộ không. Nhậu không. Hai con nhậu không. Hai con Sa Rạc Laser này, chúng ta sẽ chọn ai đây? Ai sẽ là người chiến thắng hôm nay? Con nào lên 2 sao trước thì lấy con đó nha bạn. Ừ, con nào lên 2 sao trước thì lấy con đó. Phantom Win nữa nè. Ghê thiệt nè. Trận này chắc chắn là mình có xoay 5 tiền. Này, xoay 5 tiền, con nào đây? Bơm với máy bay đi cho nó mạnh. Bơm với máy bay 2 đi cho nó mạnh. Xoay em ơi. Có máy bay luôn, có nhậu không luôn. Nhậu không, máy bay, bán Sa Rạc đi. Mình nói rồi. Con nào mà lên được thì mình úp con đó. Con nào mà lên 2 sao trước thì mình chơi con đó. Này, bây giờ mình chỉ cần đưa hết đồ cho nhậu không thôi. Ui, tính ra nhậu không cũng mạnh lắm chứ bộ. Bây giờ cần gì? Cần gì? Nó trâu là được. Ờ, 2k mấy máu thì vậy thì ghê lắm. Tại vì còn có búp goblin nữa chứ. Đỉnh thiệt.
nè. Ôi Ngộ Không chậm quá, tóc đánh hơi chậm. Nhưng không sao, chậm gì cũng được hết, miễn là có đam là được rồi. Đâu phải đam dừa đâu bạn, đam cũng ghê lắm chứ bộ. Nhưng mà máy bay nó đỉnh vãi. Mà nói rồi, máy bay 2 sát thương không phải dạng đùa đâu bạn. Xoay nè, ba con nhậu không, được luôn, lấy nhậu không luôn, lấy nhậu không 2 luôn. Bây giờ mình cần trứng không? Không cần, tại sao? Hiệp quái bạn ơi, hiệp 30. Hiệp 30 này xây phát ba con nhậu không nữa, cái lên, nhậu không 3. Trời, dễ, đơn giản. Bạn thấy không, mình nói rồi. Bây giờ không có bộ nào mạnh qua bộ Mac được. Bộ Mac mà khi bạn đi đến cuối này rồi á, thì nó đỉnh vãi đái. Nó đỉnh vãi đái luôn. Chỉ cần thắng một hiệp thôi, Mac còn sống một cái là lấy tiền. Trời ơi, được nha. Được em ơi. Đây rồi, lấy đao quỷ luôn. Mẹ không có tóc đánh xui nhờ. Nếu mà có tóc đánh thì ngon lắm. Bây giờ là chơi theo cái dạng là thuần sát thương rồi. Đi kiểu đúng kiểu thuần sát thương luôn rồi. Xoay hai máy bay, lấy máy bay luôn. Đâu có thể nào mà yêu cầu nó ra Ngộ Không không được bạn. Không. Từ từ. Từ từ và vô cùng bình tĩnh. Ghê thiệt. Bây giờ chả cần gì hết. Vậy là mình thắng rồi bạn ơi. Ngay tại lúc này bây giờ là vậy là mình không thua được. Bây giờ ngay tại lúc này là mình không thua được. Đập, ui chà, đập được quá nha. Đập em ơi, đập nè, lấy tiền. Trời ơi, một Ngộ Không nữa. Nhiều quá đó. Hơi bị nhiều đó. Được đấy. Giờ là máy bay hay Ngộ Không đây nè. Anh em comment thử coi máy bay hay Ngộ Không đây. Ê trời ơi, đơn giản nha. Bây giờ chúng ta sẽ chọn giữa máy bay hoặc Ngộ Không. Máy bay hoặc Ngộ Không. Ai sẽ là người gọi là gì, tao kêu bằng gì ta? Cái gì mà ai sẽ là người cái gì, cái chương trình gì mà giờ tự quên mẹ nó rồi ta, tự nhiên cái gì mà ai là người chọn giá đúng hả? Ai sẽ là người chọn giá đúng đây? Ngộ Không hoặc là máy bay? Ngộ Không hay máy bay 5 tiền đây? Mà 3 sao nha, 5 tiền 3 sao nha, chứ không phải loại vẽ rách 1 sao đâu nha. Không, 3 sao chứ không có 1 sao. Mà không thèm úp 10 ấy nha, nhưng mà 3 sao nó vẫn về. Trời đất ơi, về còn hơn nước lũ nữa. Cái này mà Ngộ Không mà nó có thêm tóc đánh thì nó ngon lắm. Nhưng mà máy bay nó càng đỉnh. Máy bay nó đam nó cũng ghê. Ôi, máy bay đam cũng căng lắm chứ bộ, anh em đâu có đùa. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Rồi mày nghĩ là mày thắng được tao. Ba con Shadow dễ rách. Làm gì có cửa bạn. Làm gì có cửa mà so với mình bạn. Không, đây nè nè. Úp búa xét luôn nè, cho Ngộ Không luôn nè. Úp cái kích phán quyết cho Ngộ Không luôn nè. Trời ơi. Bơm 2, cái này Ngộ Không mà bạn ơi. Hay là máy bay đây ta. Khó chịu thiệt sự luôn nè. Hai máy bay nè, đó cũng có Ngộ Không luôn. Ngộ Không hay máy bay gì nó cũng ghê hết. Ai đây? Chắc chắn là mình lên được một trong hai con này 3 sao. Mình nói chắc chắn luôn nha. Chứ không phải là mà cái dạng là đùa đùa đâu, không, chắc chắn luôn. Bây giờ tụi này làm gì cản được bạn. Làm gì cản được mình nữa. Cái thằng Magic V kia là ghê. Ui nó thắng mình nha. Mẹ đỉnh vậy. Thắng được luôn. Chết mẹ mày chua. Tề Thiên Đại Thánh ở đây rồi. Thì mày chạy đi đâu con trai. Mày chạy đi đâu con trai. Trời ơi sao mà nó lại khỏe dữ vậy. Ngộ Không 3 rồi. Ngộ Không 5 tiền 3 sao nha bạn. Cho mày thắng thêm một hiệp nữa. Thôi, cho tao thắng thêm một hiệp nữa đi. Để làm gì? Xoay một phát ra máy bay 2 luôn. Tao thắng một hiệp nữa thôi, đủ à. Máy bay 2. Thôi chết mẹ, không được rồi. Nó đi rồi bạn ơi. Ý,
Được, thắng được một hiệp nữa nè. Xong. Máy bay ba em ơi, máy bay ba. Kích. Này up 10 cũng được, để từ nha, để mình coi. Hay là để hai lần xoay luôn ta. Hiệp 36 xoay. Hy vọng ra máy bay luôn. Ôi, đỉnh nha. Bạn thấy Ngộ Không có 550 đam à. Tính ra có 550 đam mà bạn. Cỡ này mà nó đập vô đầu một cái thì mẹ mày chấn thương sọ khỉ luôn. Chứ đừng nó, ôi mà 90 máu lần. Không lẽ giờ thả cho này thắng. Thằng này làm sao nó thắng được mình bạn. Không có cái kiểu gì mà nó thắng được mình. Cái con này mà hiệp này mà ra cái tóc đánh thôi à, là nó mình giết hết luôn. Trời, xui vậy. Không có miếng tóc đánh nào luôn. Lấy đá ma năng. Lấy đá ma năng chứ bạn biết sao. Lấy đá ma năng mình để vô, mình ghép vô thành cái quyền trượng rồng. Đấy, giáp luôn. Đấy, trời, xoay. Hai bơm. Không ăn tiền. Không có một con máy bay nào. Xui thiệt vậy ta. Ui, xoay thường lại ra máy bay. Venom. Ui, ra bơm. What the fuck. Xui dữ vậy. Một con máy bay nữa thôi là hai con 5 tiền rồi. Nhưng mà lại không được bạn ơi. Ôi, thôi kệ, lên đường Ngộ Không cũng được. Sao không thắng được bạn. Thằng này bất lực rồi, làm sao nó thắng được mình bạn. Không có chuyện đó. Ok, anh em đang xem để lại cho mình một like và đăng ký ủng hộ channel của mình. Nhớ comment bên dưới, anh em sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện cùng tất cả mọi người nha. Rồi, chào mọi người. Nhớ để lại một like và đăng ký đó. Ai mà đã tiện tay thì bấm luôn nút chuông kế bên.